Ok, chào cả nhà nghe. Thì bữa nay anh em mình lại tiếp tục đi săn nha. Thì anh em mình đi săn được nửa buổi nha, buổi trưa nha. Thì bữa nay anh em mình đi gần mấy con cò bầy nha, như cò bờ được. Thì có mấy hồ tôm mà người ta bắt tôm á nha, rồi bơm nước cạn, cò nó xuống rất là nhiều luôn. Giờ anh em mình sẽ dây gần rồi bắn được con nào mình lại quay cho cả nhà cùng xem nha. Ok, cả nhà cùng theo dõi nha. Chết. Chết con. Chết chưa? Rồi. Khoan, cho nó xuống, Thấy gãy cổ một con rồi mà. Đâu? Đứng núp xuống cho nó xuống. Con kia có đi gì? Quá trời luôn cái này. Đấy nha, bầy cò hồi nãy mình hạ đựng con á nha. Còn ngà luôn á nha. Còn mới vàng á. Bây giờ mình sẽ mình xuống lụm cái nhà. À, nó một bầy vậy mà mình bắn được có một con á nha. Thì xong nó bay vào hướng bên đó. Bay hướng đó rồi. Giờ để cho mình xuống lụm đi, xong mình quay cho cả nhà xem. Đây cả nhà ơi, quá trời mập luôn đấy cả nhà. À, nó không, bự hơn cái ná mình biết nhiêu luôn á nha. Còn mới vàng ngang. Đó, mập ù luôn á nha. Đây nè, coi cục thịt nó đó nha. Quá đã. Ok, đi tiếp nha. Chết. Chết. Coi theo. Trời ôm bi hoài luôn trời. Nãy giờ mấy con đâu có nhà ôm bi không mà còi trắng không? Đi tiếp nha. Anh em mình cũng đi về từ từ luôn, chiều á nha. Rớt. Xuống lụm. Yeah. Lụm con á nha. Ê bay xuống nước kìa đó. Trời. Chạy theo, xuống. Chạy xuống. Con ôm bị chạy xuống nước nha. Đi dí theo á nha ơi. Còn nữa. Dí theo. Đi về nội. Sao vậy? Lấy cái. Kìa nha, nó rớt nó ha. Nó rớt xuống nước á nha. Ô bi cái này của bông á nha ơi. Nè qua đây thoát này xong rồi. Ồ máy không lấy nét không. Rồi. Đây nè cái nha. Nó bay nó rớt xuống nước vậy nè. Trời ơi là trời. Ê, khiếu nó qua đây. Đúng rồi. Khiếu nó qua đây. Khiếu qua đây, đừng cho nó vô. Chụp nó. Ôi trời, nó còn chạy nữa cả nhà. Ok, đi tiếp cả nhà ơi. Ê, chết trời. Nha. Đó, con cua bông đầu tiên luôn. Nãy giờ được bắn cò không anh? Mình mới hạ con chim bông biển nữa nha. Mà mình bắn không kịp cả nhà ơi. Con này nè. Nè, trúng một chim nữa cả nhà. Đang bay luôn cả nhà. Rồi. Ông này chắc xước nó không có đau, nó mới mà đau nó dậy rồi. Này thì coi đồng đội này. Rồi bây giờ mình sẽ đợi nó vô bờ cái rồi mình lụm mình quay tiếp cho cả nhà xem nha. Ok, lụm được con bông biển nữa cả nhà. Mình không biết người ta kêu con gì nhưng mình thấy nó kêu mình kêu bông biển á. Ủa, bắp ù luôn cả nhà. Đây mình bắn gãy cánh rớt xuống, mình bắn máy không kịp luôn. Ok, đi tiếp nha. Trời ơi, xước cái ngực nữa. Đẩy xe vô, xe anh ta lại. Trời ơi, bắn rớt con mà bấm máy bay không kịp luôn cái nhà, đang bay nè. Đảo bắn rớt nha. Không có bấm máy kịp luôn. Uổng ghê không, hoa này bắn rất là đẹp luôn cái nhà. Rồi xong luôn. Đây cái nhà, em mình mới lội xuống lùm lên đó nha ơi. Thì bắn từ xiên từ chỗ này nha, xiên chỗ bụng thấu lên cái lưng luôn nha, chết tại chỗ luôn. Ok, rồi đi tiếp nha ơi. Quay chưa?
một con nữa. Ối thôi. Okay. Trời. Có trắng nữa, ông bi nữa cả nhà. Phải đâu rồi? Hả? Coi nó gớt không? Trời trời. Trời xưa rồi. Hết thời nha. Ok đi tiếp nha. Té một con. Té một con. Coi kìa. Đeo chạy bên kia coi, chạy bên kia coi lẹ. Vô cái lưng luôn rồi đó. Té đâu? Vô cái lưng một con rồi đó. Trời trời, ông đi nó hả trời? Rồi. Quay xe lại xong rồi, quay xe lại đi. Coi canh con nào bự bự lắm kìa. Quá thấy thấy con còn nè. Khoan xong mình bú đầu xong rồi. Trời. Rớt không? Còn. Nó phải lại đâu rồi kìa. Ngồi xuống đi. Con kia, coi con kia đâu ấy. Mất tiêu luôn trời. Ôi trời, không biết mất tiêu luôn rồi. Rớt không? Vô ngay cái hịch luôn á, vô cái nắp luôn á. Giật xa nó xuống. Trời ơi, cho nó xa đi. Nó xuống bên kia rồi. Hôm nay nó xuống con mà. Từ. Nếu mà còn có con nào đậu nó sẽ xuống nữa. Đó. Nếu mà còn có con nào đậu nó đi xuống à. Hết con nào đậu nó xuống luôn, hết xuống rồi. Ôi trời. Kìa coi lông kìa. Lông còn ngã. Ôi trời, gì mà uống bia trời. Uống không? Ồ, nhắm con còn ngà bắn. Gì mà uống bia tức thiệt chứ. Ôi. Giờ đi tiếp. Hên xưa mình đi qua bên kia có cái đường qua mình qua gần nữa. Trúng. Trúng. Một viên vô ngực luôn. Coi nó. Trúng viên vô ngực luôn á. Coi nó. Cái xa kia. Rồi. Một viên vô ngực rồi. Coi nó nha. Rồi xong luôn. Đi. Ôi trời. Thịt nó sọc chứ. Để đi bắn thấy trời tức gì đâu luôn á.
đấy không? Anh vẫn sức dưới bụng, em vẫn sức dưới lưng. Ui, xíu xíu à. Trước cái ngực xíu trời. Chết. Trời ơi, mi luôn hả trời? Trời ơi, ông mi luôn, nghe có bóp nhưng ông bi cái nhà. Bị nó bay lên không ơi. Trời. Giờ buổi chiều á nha, 5 giờ mấy rồi, anh em mình cũng đi về á nha. Thì mấy cái khu này là khu cò nó ngủ rất là nhiều luôn nha, cò trắng với cò bờ nha. Đó. Khu đó là cò bờ với cò trắng nó ngủ rất là nhiều luôn. Bữa nào anh em mình sẽ vô đây săn cò điểm á nha. Thì bữa nay cũng đi nửa buổi nha, về cũng chạy. Cò nó bay về đậu nữa nha, quá trời luôn. Thì mình sẽ quay cái thành quả nghe nha. Thành quả của anh em mình đây. Đây được bữa nay được một cò trắng với một cò bờ. Với một hai con bồng biển của bồng ở nhà. Thì con này em mình bắn nhưng mình chưa có bấm máy nha. Em mình bắn đầu tiên được con này. Với hai bồng biển cũng vậy nữa. Em mình bắn một con ở trên cổng dây điện, bấm máy không kịp luôn. Con này ông bay thì mình cũng bắn rớt xuống hồ, bấm máy không kịp luôn. Như vậy được con cò trắng vậy thôi. Với con của bồng nữa cả nhà. Thì cả nhà nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho anh em một like một chia sẻ nha. Để anh em mình sẽ ra nhiều clip hơn nha, để em phục vụ cho cả nhà cùng xem nha. Ok. Giờ xin chào cả nhà, hẹn gặp cả nhà vào video sau nha.